Hello, chào mừng quý anh chị trở lại với Ben Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội và em là Trường, đại diện bán hàng Ben Auto 62. Hôm nay sẽ hỗ trợ quý anh chị tham khảo một mẫu xe đang có bày bán tại Auto 62. Với chiếc xe này vừa là to, cao, thông minh, hiện đại, cơ bắp là hội tụ hết trên chiếc xe này. Giới thiệu đến anh chị, chiếc xe này là một chiếc xe của nhà sản xuất Ford, đó là Ford Everest. Với chiếc này sản xuất 2021 nhưng bản Titanium 2 cầu, Titanium 2 cầu là bản full, bản cao cấp nhất của chiếc xe Everest rồi anh chị nha. Có ngoại thất màu đen và nội thất màu đen. Xe lăn bánh 5 vạn km zin, full lịch sử bảo dưỡng sửa chữa trong hãng. Thì mời quý anh chị cùng em Trường kiểm chứng chiếc xe với sơn zin, còn gần như cả xe và nội thất thì siêu siêu mới. Những chi tiết của chiếc xe thuộc phần đầu xe như quý anh chị đang quan sát thì quý anh chị sẽ cảm nhận và đánh giá được về cái độ chất và cái độ giữ của chủ cũ của chiếc xe anh chị nhá. Từ pha đèn hay là mặt ca lăng hay những ba đời sốc trước, những chi tiết của chiếc xe thì còn là nguyên bản mà còn là siêu siêu mới luôn anh chị nhé. Từ những giáp lai của chiếc xe, anh chị hãy quan sát và những đường cua của chiếc xe thì anh chị sẽ cảm nhận được về cái độ zin của chiếc xe. Lốp theo xe dày bịch, la răng chưa bị trầy xước. Đó, những chi tiết từ ngoại thất, từ cánh cửa trước, cánh cửa sau hay những chi tiết về ngoại thất thì anh chị hãy quan sát để cảm nhận và đánh giá về chiếc xe này. Sơn zin còn đến 95% và km chỉ 5 vạn km. Nội thất thì siêu siêu mới luôn anh chị nha. Từ ghế da, vô lăng, đấm số hay những chi tiết bên trong nội thất, anh chị hãy cùng em Trường quan sát để đánh giá về chiếc xe này. Đó, còn quá là chất lượng, còn quá là mới luôn anh chị nha. Chủ xe thì đi siêu giữ xe, vì vậy chiếc xe còn rất là mới, rất là đều xe. Từ cho nội thất đến ngoại thất, bên trong ra bên ngoài thì mọi cái còn là vô cùng là xuất sắc luôn anh chị nhá. Đó, với bản Titanium thì được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh rồi anh chị nhá. Với bản hai cầu thì những option của chiếc xe nó là full và nó là siêu hiện đại rồi anh chị nhá. Với từ phần hông sâu của chiếc xe này, quý anh chị hãy quan sát để chúng ta đánh giá về chiếc xe này. Bản Titanium 4WD là bản hai cầu rồi anh chị nhé. Cốp được trang bị cốp điện và đá cốp rồi anh chị nhé. Đó, những chi tiết của chiếc xe, anh chị hãy cùng em Trường quan sát thật kỹ để chúng ta cảm nhận và đánh giá về chiếc xe. Cam kết với quý anh chị là chiếc xe không bị đâm va, không bị ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi cái chiếc xe là nguyên bản theo nhà sản xuất anh chị nhé. Và từ km là km zin, sơn zin còn đến 95%, mọi cái là còn rất đều và siêu siêu mới. Thì đang được bày bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh nhôm 1 tỷ một chút và vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe. Nếu như quý anh chị có nhu cầu mua qua ngân hàng thì bên em sẽ hỗ trợ rất là đơn giản, thủ tục nhanh gọn anh chị nhé. Đó, anh chị hãy cùng em Trường kiểm chứng về chiếc xe này từ ngoại thất cho đến nội thất, và mời anh chị đi vào khoang máy một chút để chúng ta có cái nhìn và cái đánh giá tổng quan về chiếc xe này. Một chiếc xe thật sự là rất rất là mới anh chị nhé. Km zin của nhà sản xuất, km zin của chiếc xe và còn nguyên lịch sử bảo dưỡng bảo hành trong nhà sản xuất, vì vậy chiếc xe vẫn còn được bảo hành của nhà sản xuất anh chị nhé. Từ cabo đấy ạ, mọi cái còn là nguyên zin, cho đến khoang máy thì còn rất là mới và còn nguyên zin, đảm bảo với quý anh chị là zin 100%, chưa có tháo hay là trung tu đại tu bất cứ một chút nào anh chị nhá. Lịch sử bảo dưỡng thì là rất là đều đặn, vì vậy anh chị mua thì cũng khá là yên tâm. Thì nếu như quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ với em Trường theo số điện thoại trên màn hình, em Trường hỗ trợ tư vấn và giải đáp anh chị nhá.